Nhất thì chúng ta sẽ ngồi phía đầu xe để cho chúng ta cảm giác rất là mạnh. Và thời gian nào chúng ta hơi hơi sợ sợ chút xíu, chúng ta ngồi ở cuối xe. Nhưng mà gia đình chúng ta cứ yên tâm đi. Thì Cương cũng có nhờ các bác tài ở đây là gia đình nào có trẻ em nhiều thì chúng ta sẽ chạy từ từ cho gia đình chúng ta. Còn chúng ta thích cảm giác mạnh thì chúng ta sẽ cho các bạn chúng ta chạy cái vận tốc tự do. Đó. Rồi, nếu mà đây là trong cái chương trình chúng ta thì cũng đã có bao gồm cái vé để chúng ta vào trong khu vực đoàn cát cũng như là đi xe đặc chủng rồi. Còn hướng dẫn là chúng ta có muốn chương trình thêm. Tại ở đây có một số chương trình thêm nha các bạn. Chương trình thêm của chúng ta đó là cái chương trình mướn chiếc xe, có thêm một cái chiếc xe đặc chủng nữa để cho đoàn chúng ta sẽ tự lái chúng ta di chuyển trên khu vực đoàn cát chúng ta. Dạ. Sau khi chúng ta đi xong rồi chúng ta muốn trải nghiệm, thích trải nghiệm nữa thì chúng ta đi lên khu vực đồi cát. Dạ. Rồi, và bây giờ đoàn chúng ta sẽ di chuyển ra đồi cát. Trên đường đi chúng ta sẽ đi ngang khu vực khu du lịch Hòn Rơm. Dạ, như Cương đã giới thiệu ở đây. Và đoàn chúng ta sẽ nhìn phía xa xa, chúng ta sẽ thấy một cái núi nó nhô ra khỏi khu vực mặt biển. Và chúng ta sẽ thấy là cái núi này vào cái mùa mà gọi là cái mùa nắng nhất của khu vực Bình Thuận chúng ta thì những cái cỏ cây trên đây nó sẽ héo úa vàng, và chúng ta sẽ nhìn từ xa thì giống như là cái một cái đống rơm khổng lồ, một cái đống rơm khổng lồ phía trên đây. Dạ. Bởi vì cái tên gọi Hòn Rơm chúng ta xuất phát từ đó, và đoàn chúng ta đi ngang khu vực này. Đây là một cái khu vực gọi là bình dân. Và chúng ta muốn vui thì chúng ta ở tại khu vực này. Tại ở đây thì có những cái khách sạn tiêu chuẩn từ 3 sao cho tới 1 sao cho tới 3 sao ở tại khu vực này. Và đoàn chúng ta cũng có thể nghỉ dưỡng ở đây. Nhưng mà ở đây á, là rất là đông và đặc biệt là vui. Buổi tối rất là vui. Ở cặp bờ biển người ta có bán rất là nhiều những cái món hải sản tươi sống. Và đặc biệt là buổi sáng á, đoàn chúng ta có muốn mua những món hải sản tươi sống ở đây á, thì chúng ta ra đây khoảng 4:30-5 giờ sáng. Thì những người mà chèo ghe, người ta đi ghe á, mà người ta đánh bắt gần bờ á, là bắt đầu là người ta vào trong cái bãi này để người ta trao đổi hàng hóa với nhau. Thì những người ở đây á, bắt đầu vào trong đây là cá nó vẫn còn tươi sống thì chúng ta mua. Thì ở đây nhiều khi là người ta không có cái cân, khi mà mới vào rồi không có cái cân đâu, mà người ta sẽ bán và người ta sẽ bán mới cho chúng ta. Ví dụ chúng ta cái tay chúng ta nhỏ, tùy theo cái tay chúng ta nhỏ lớn chúng ta mua cá đi, thì chúng ta chỉ cần đưa một số tiền đó, người ta nói là ở 50.000 hay 20.000 hay 30.000 gì đó, chúng ta bụng bao nhiêu chúng ta bụng tùy theo là cái tay chúng ta lớn nhỏ thôi đó. Cái đó là người ta bán mớ đó, là đồng của chúng ta ha. Đó, và thực phẩm ở đây cũng khá là rẻ so với khu vực ở thị trường của khu vực các khu vực khác, chẳng hạn như là khu vực đường Hàm Tiến, khu vực ở gần cảng thì hải sản ở đây hơi rẻ hơn. Đó, bởi vậy là cái khu này gọi là cái khu bình dân dành cho khách du lịch bình dân chúng ta. Đó. Rồi, và bây giờ đoàn chúng ta sẽ di chuyển tiếp theo nữa, chúng ta sẽ ra một đoạn nữa là chúng ta sẽ đến huyện Hàm Thắng của tỉnh Bình Thuận chúng ta. Thì nơi đây là cũng một nơi trồng thanh long cũng rất là nhiều, và đặc biệt nữa là mấy gia đình chúng ta có thành viên hỏi thắc mắc với Cương là nói Cương ơi, sao ở đây anh thấy trồng rất là nhiều cái cây gọi là cây sào đâu. Dạ, nhưng mà đó không phải cây sào đâu, đây là cây son đại gia đình anh. Dạ, cây son đào. Thì có một số thành viên chúng ta đã chưa từng thấy qua cây son cho nên là cũng có thắc mắc như vậy. Dạ. Dạ đúng rồi, cái khu vực Hòn Rơm đó. Đây nha. Dạ. Đó là cái khu vực Hòn Rơm của chúng ta, đó là cái núi. Bởi vậy chúng ta cái tên gọi Hòn Rơm xuất phát từ cái ngọn núi này. Dạ. Rồi. Và cái cây son đào được trồng đại trà ở dải đất miền Trung chúng ta, và đặc biệt là Ninh Thuận và Bình Thuận chúng ta trồng rất là nhiều cái cây son đào này. Thì chúng ta nhìn nó rất là giống, nó một họ với cây sầu đâu ở dưới quê chúng ta. Nhưng mà cây sầu đâu chúng ta sử dụng lá được và sử dụng cái trái được, là chúng ta thưởng thức được. Đây là cái, nếu mà nói về cái cây sầu đâu á, thì cái cây sầu đâu hiện bây giờ là đặc sản của khu vực An Giang. Nếu mà chúng ta về An Giang chúng ta kêu mà một món gỏi cá lóc nướng với sầu đâu thì không còn gì cả, rất là ngon còn mình không. Cái cây sào đâu thì sử dụng lá được, còn riêng cái cây son đào này thì cái lá nó rất là độc cho nên là chúng ta không sử dụng được. Đó. Và đến khu vực bào thì cái đoạn bào ở đây á, thì nói về cái đoạn bào gọi là bào trắng hay còn gọi là bào an và bào bà, thì cái đoạn bào ở đây á, thì có những lúc là những người nhà thám hiểm người ta đến đây người ta đo cái độ sâu, cái khu vực sâu nhất là khoảng 70 mét nhưng mà chưa đụng đáy, có một số chỗ đó. Nhưng mà ước lượng á, thì người ta ước lượng ở đây á, là một cái độ sâu của nó mà gần khu vực giữa thì tầm khoảng 10 mét thôi đó. Thì ở đây là cái bào nước ngọt,
mọi người nhá. Thì nói về cái kiến tạo của thiên nhiên, dải đất miền Trung của chúng ta có rất là nhiều cái bào cặp theo dải đất miền Trung chúng ta, nhưng mà bào trắng ở đây là được gọi là cái bào lớn nhất của khu vực tỉnh Bình Thuận chúng ta, cũng như là khu vực dải đất miền Trung. Thì do cái kiến tạo địa hình, đó là khi mà nước ở trong suối, ở trong những cái khe suối nó chảy ra, đồng mình á, thì hôm qua là chúng ta đi một cái suối, đó là suối Tiên. Thì những cái khe suối nó chảy ra, nó có đường thông qua biển thì nó sẽ thoát ra luôn. Còn nếu mà nó tới một cái đoạn mà nó bị chặn ngang từ bởi cái núi hay là cái cồn cát á, thì nó sẽ kiến tạo cho khu vực dải đất miền Trung chúng ta. Đó là những cái bào. Thì cái bào ở đây thì đa số là những người dân ở đây người ta trồng một cái loại sản phẩm nữa, đó là sen. Bởi vậy là khi mà đến cái mùa sen á, cái bào này lên màu sen rất là đẹp, nó một cái màu tím. Kèm theo đó nữa là cái đồi cát nằm cạnh cái bào nữa, đồi cát trắng. Bởi vậy chúng ta đến bào trắng, chúng ta còn có thêm cái tên gọi nữa, đó là đồi trinh nữ. Thì nếu mà nhìn từ trên cao xuống hoặc là nhìn từ xa thì giống như một cái cô gái mặc áo dài đang nằm trên cạnh cái bào, rất là đẹp. Bởi vậy người ta còn gọi thêm là đồi trinh nữ là như vậy. Còn một cái cách gọi của đồi trinh nữ mà một cách giải thích khác, đó là khi đoàn chúng ta đi tham quan ở trên đồi cát rồi thì chỉ cần qua một đêm thôi thì những cái dấu chân của chúng ta in hàng trên cái đồi cát á, người sẽ mất đi. Đến ngày hôm sau chúng ta thấy là đồi cát chúng ta là vẫn trở lại nguyên thủy như bình thường. Bởi vậy là không có dấu chân người đi, bởi vậy người ta gọi là đồi trinh nữ là như vậy nữa. Đó. Còn nói về cái truyền thuyết của cái bào ở đây, thì nói về truyền thuyết của vua Cha Long, hay còn gọi là vua Chúa Nguyễn Ánh, thì lúc bấy giờ á là Chúa Nguyễn Ánh đánh nhau với nhà Tây Sơn. Cái thời điểm là 25 năm đánh nhau với nhà Tây Sơn á, thì Chúa Nguyễn Ánh bị nhà Tây Sơn đánh đuổi vào đến khu vực đoạn bào này. Thì lúc bấy giờ là đoạn bào này á là một cái dòng sông nối liền với lại biển. Thì khi mà Chúa Nguyễn Ánh vào trong đoạn bào này thì ông ấy ngước mặt lên trời, ông ấy khấn như thế này: nếu mà trời còn thương tôi thì hãy cho cửa biển đóng lại để chặn quân Tây Sơn. Thì lúc bấy giờ á là cửa biển bỗng nhiên đóng lại, thì tạo cho khu vực này cái đoạn bào cho đến ngày hôm nay. Đó là cái truyền thuyết của Chúa Nguyễn Ánh. Dạ. Thì nói về cái giai thoại của Chúa Nguyễn Ánh thì từ 1762 đến 1820 thì đây là cái cuộc đời của Chúa Nguyễn Ánh đó. Và 25 năm đánh nhau với quân Tây Sơn, từ năm 1777 thì nhà Tây Sơn đã lật đổ Chúa Nguyễn Ánh. Thì đến năm 1778 thì ba anh nhà Tây Sơn, đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lự và Nguyễn Huệ, thì Nguyễn Nhạc lên ngôi năm 1778. Đó, thì sau này là năm 1788 bắt đầu là Nguyễn Nhạc mới thoái vị và nhường lại cho em của mình, đó là Nguyễn Huệ, là vua Quang Trung hiện ngày xưa. Thì đến 1792 thì vua Quang Trung bỗng dưng là mất đi, thì bắt đầu là triều đình của khu vực nhà Tây Sơn bắt đầu suy yếu dần. Thì đến năm 1802 bắt đầu là nhà Tây Sơn bị Chúa Nguyễn Ánh lật đổ, và bắt đầu là Chúa Nguyễn Ánh mới thống vị lại cái đất nước Việt Nam. Và lúc bây giờ là lãnh thổ Việt Nam chúng ta cũng đã thống vị lại luôn, là nội chiến của Việt Nam chúng ta đã hoàn toàn không còn nữa,